Vâng thưa quý vị khán giả, khoảng cách giữa bão số 10 và đất liền miền Trung nước ta đang ngày càng rút ngắn rồi. Đến 16 giờ ngày hôm nay, tâm bão còn cách bờ biển Hà Tĩnh cho tới Quảng Bình và khoảng là 470 km về phía đông đông nam, cường độ cũng tăng 2 cấp so với buổi sáng, đạt cấp 12, giật cấp 15. Với dự báo bão tiếp tục đi theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ vào khoảng từ 20 tới 25 km h thì khoảng trưa đến đầu giờ chiều mai, bão số 10 sẽ đi vào đất liền khu vực Nghệ An trở vào cho tới Quảng Trị, gây gió mạnh cấp 11, cấp 12, giật cấp 15. Trong quá trình di chuyển, hoàn lưu cơn bão số 10 chút mưa xối xả từng đợt xuống khu vực các tỉnh từ Nghệ An trở vào cho tới Quảng Ngãi. Tổng lượng mưa từ nay đến hết đêm mai là từ 100 tới 300 mm, riêng Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị có nơi trên 400 mm. Ngày mai mưa lớn mở rộng ra Thanh Hóa, Hòa Bình, Sơn La, Nam Đồng bằng Bắc Bộ. Tổng lượng mưa nơi đây từ 50 tới 150 mm và có nơi trên 200 mm. Vì mưa lớn lũ sẽ lên trên các sông từ Thanh Hóa trở vào cho tới Quảng Ngãi trong các ngày từ 15 tới 17 tháng 9, riêng Hà Tĩnh Quảng Bình, Quảng Trị, Đỉnh Lũ có thể đạt báo động 2 cho tới là báo động 3. Các sông ở Thanh Hóa, Nghệ An, Thừa Thiên Huế, Đỉnh Lũ là từ báo động 1 cho tới báo động 2. Các sông ở Quảng Nam, Quảng Ngãi còn dưới báo động 1. Để đảm bảo an toàn, Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Trị, Nghệ An đã thông báo cho học sinh các cấp nghỉ học ngày 15 và ngày 16 tháng 9. Ngành giáo dục cũng yêu cầu giáo viên tập trung công tác chằng chống trường lớp, đưa các thiết bị dạy và học lên vị trí an toàn dùng túi ni lông bọc sách vở người dân nên tích chữ nước sạch lương thực thuốc men ngay từ bây giờ kiểm tra lại nhà cửa cũng như là hệ thống điện